Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có người trong đám đông thưa với Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi. Người bảo kẻ ấy rằng: Hỡi người kia, ai đã đặt ta làm quan xét hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi? Rồi người bảo họ rằng: Các ngươi hãy coi chừng giữ mình tránh mọi thứ tham lam, vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu. Người lại nói với họ thí dụ này rằng: Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi. Đoàn người ấy nói: Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải của tôi vào đó. Và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm, ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi đi. Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi. Thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, đoạn tin mừng hôm nay Thánh Luca thuật lại có phần giống như cái câu chuyện cổ tích Việt Nam ăn một quả khế trả một cục vàng. Trong chuyện cổ tích có người anh tham lam dành hết phần của em, chỉ cho em có một cây khế. Còn trong bài phúc âm, người anh tham lam dành hết gia tài cha mẹ để lại, chẳng cho em một cái gì, làm cho người em đến xin Chúa Giêsu phân xử việc chia gia tài của anh em ông. Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi. Người thanh niên này nghĩ đến quyền lợi anh ta đáng được hưởng. Cách nào đó, điều anh đòi thì đúng lý. Anh phải được hưởng phần gia tài mà cha mẹ anh để lại. Nhân cơ hội này, Chúa Giêsu nhắc nhủ cả đám đông dân chúng đang nghe Ngài. Ngài muốn họ phải có hai thái độ đúng đắn trước của cải vật chất, đó là tránh, đừng để mình mọi thứ tham lam. Và điều thứ hai là phải làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Thật vậy, của cải và nhu cầu vật chất là điều cần thiết cho chúng ta. Những ham mê của cải đến độ tham lam lấy của người khác nữa thì Chúa Giêsu bảo phải tránh đi. Nếu không cảnh tỉnh giữ mình khỏi những thứ tham lam đấy thì đến một lúc nào đó chúng ta sẽ bị cuốn lôi vào trong của cải. Nếu không giữ mình thì đến một lúc nào đó ham mê của cải sẽ khiến chúng ta không còn thời giờ cho Chúa nữa, và không còn thời giờ để nghĩ đến những người khác. Phải làm giàu trước mặt Thiên Chúa, phải làm giàu để những của cải đời này phải đem đến cho chúng ta những cái giá trị trước mặt Chúa. Câu chuyện tàu ngày xưa kể rằng Mạnh Thường Quân, ông là người đất tiết, ông ta đã mua hiếu nghĩa bằng việc xóa nợ cho dân. Đến khi sa cơ thất thế, họ đón tiếp ông. Ước gì mỗi một người chúng ta cũng hết lòng đi theo Chúa, chúng ta cũng mua nhân đức và mua những giá trị thiêng liêng bằng những của cải chúng ta có, để rồi khi chúng ta xuôi tay trước mặt Thiên Chúa, chúng ta là người hiếu nghĩa,
là người đã có công. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu không bao giờ kết án những người giàu, mà Ngài chỉ kết án những người giàu mà không biết dùng đồng tiền của mình một cách khôn ngoan, một cách bác ái. Ngược lại, những người giàu có như những người tỷ phú mà ăn uống xa hoa trước mặt những người nghèo, không yêu thương Lazaro, người ngồi trước cửa nhà ông, thì đấy mới là điều đáng trách. Chúa muốn chúng ta phải biết dùng của cải để cư xử thế nào cho tốt đẹp. Sử dụng tiền của theo tinh thần của Chúa Giêsu là chúng ta biết chia sẻ cho những người túng thiếu, biết giúp đỡ cho hội thánh để lo những công việc thánh thiện và phát triển truyền giáo. Nói chung là chúng ta biết dùng cái của cải hữu hạn này để chúng ta mua lấy sự vô hạn là nước trời qua những công việc bác ái tốt đẹp chia sẻ của chúng ta. Amen.